Khánh Toàn xin kính chào tất cả các cô, các chú, xin chào các anh chị và chào các bạn học viên đã trở lại với kênh đào tạo MC học thuật, kỹ năng mềm, quản trị mềm, diễn giả Khánh Toàn Special. Và lời đầu tiên xin được gửi đến tất cả các bác, các chú, các anh chị một lời chào thật nhiều ý nghĩa và chúc tất cả mọi người chuẩn bị đón một mùa xuân năm mới 2021, xuân Tân Sửu, luôn được thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn an vui. Đặc biệt là mùa đông của miền Bắc đang rất lạnh, 8, 9, 10, 11 độ. Nên là mong muốn tất cả các bác, các chú cao tuổi cũng như là các cháu nhỏ, chúng ta luôn giữ ấm cho bản thân mình. Dùng nước chanh muối gừng, nước nóng chanh muối gừng rất tốt các bác ạ. Hoặc là dùng gì ạ, dùng chanh đào mật ong thì quá tuyệt vời. Tuy nhiên chanh đào mật ong thì chúng ta phải sử dụng ngoài 3 tháng khi ngâm, phải không ạ? Trước khi đến với nội dung chính của video ngày hôm nay thì xin được thắt cái cà vạt. Các bác, các chú nào mà vẫn chưa biết thắt nha, có rất nhiều video Khánh Toàn đã hướng dẫn thì chúng ta có thể nhìn qua video này. Các bác làm khoảng 2 đến 3 lần, tôi tin rằng các bác, các chú sẽ biết thắt, các anh, các chị, các bạn nữa. Bất cứ một cái cà vạt nào cũng như vậy. Một cái cà vạt mình mua thì mình phải kéo thử ra các bác ạ. Cầm hai đầu kéo ra. Đó, của Khánh Toàn nó cũng hơi gì? Hơi quăn. Như vậy là cái cà vạt này của Khánh Toàn không phải quá xịn nha. Đầu nhỏ cũng vậy nè. Mình để thẳng này, xong mình kéo này. Đó, nó hơi vặn. Nhưng mà nếu mà cái loại rẻ tiền á, cái loại mà nó rẻ hay đắt không quan trọng đâu, nhưng mình kéo mà tức là cái loại mà nó không tốt á, mình kéo xong cái là nó bị vặn thế này ngay nha. Nên là các bác khi đi mua thì mình sẽ dùng cái cà vạt ở tiệm, mình sẽ hơi căng cà vạt ra. Nó càng thẳng càng phẳng, tức là chất liệu của cà vạt càng tốt, chất lượng tốt lắm. Và nguyên tắc thắt thì bất cứ cà vạt nào lấy cái điểm trung bình của nó, đây là điểm giữa. Mình sẽ dùng điểm giữa đây. Đầu ngắn đầu dài bằng nhau và đây bằng nhau nha. Tay phải Khánh Toàn bấm vào điểm giữa của nó. Các bác thắt thử một hai lần các bác sẽ biết là nó quá dài hay quá ngắn để mình lân lên lân xuống ở cái điểm giữa cho nó phù hợp. Tuy nhiên bất cứ cà vạt nào người ta cũng sẽ thường dùng điểm giữa. Rồi. Trước tiên là gì ạ? Khánh Toàn sẽ dựng cổ áo lên. Cách này thắt không cần nhờ ai, các bác đứng trước gương. Ngón tay cái của Khánh Toàn bên tay phải vẫn đang là điểm giữa của cà vạt nha. Đó, bằng nhau đây này. Đó. Đây điểm giữa này, điểm giữa. Mình sẽ dùng đầu dây nhỏ đưa vào cổ áo. Đó, nó vướng cái áo vest nên là nó cũng hơi khó một chút. Các bác mà đứng trước gương thì dễ lắm, Khánh Toàn nhìn cái máy quay nó hơi khó. Rồi, điểm giữa đây. Các bác dùng điểm giữa của ngón tay cái của bàn tay phải đặt lên trên. Tức là đầu dây to đặt lên trên đầu dây nhỏ. Lúc này đầu dây to từ bên tay phải chuyển sang bên tay trái, chính là dây to nha. Đây là dây nhỏ ở bên trong, dây to ở bên ngoài. Rồi, các bác dùng đầu dây to đưa vào phía bên trong cổ áo, rồi mình lộn nó ra phía ngoài nha. Chú ý ra phía ngoài, từ trong ra ngoài nha. Đó, đó, xong các bác nào. Các bác dùng, Khánh Toàn sẽ làm chậm, các bác tập 2 lần ok mà. Chuyển cái đầu dây to sang bên, trở lại bên phải. Xong là lại luồn vào trong cổ áo. Lúc lẫy từ trong ra, bây giờ lại từ ngoài vào nha. Đó, luồn vào trong cổ áo. Mục đích chính là để tạo ra cái hình tam giác cân. Đây cách cơ bản thì có 3 cách thắt cà vạt, nhưng cái cách này đấy là cách phổ thông nhất mà hay nhất mà tuyệt vời nhất mà nó cân nhất các bác ạ nha. Rồi chúng ta sẽ luồn sang bên này, xong luồn ra. Đó, các bác cứ để ý nhìn chậm chậm là các bác biết làm thôi. Đây, chúng ta cho nó vào trong này nha. Này, mình cứ xem hai video hai lần, các bác làm tổng cộng 3 lần, dần dần nó thuận tay, nó quen, không có gì khó. Rồi, xong mình dùng cái dây nhỏ thôi, mình cho đây mình kéo lên thôi. Đó, kéo lên. Nó còn ăn thua là ở cái cổ áo của các bác nó có cân không nữa. Lấy ví dụ như cái áo đỏ của Khánh Toàn đây thì cái cổ nó không cân đâu. Nên là mình sẽ chỉnh nó mất hơi lâu. Đó. Các bác không muốn có cái kẹp thì các bác chèn nhét cái này vào phía trong áo nha. Đó, cho vào phía trong áo, đóng cục lại. Còn đâu thường thường các bác mà 50, 60 thì có một cái kẹp to phải không ạ? Những cái cà vạt cái thân nhỏ này thì dùng cho dưới 40 tuổi, còn trên 50 tuổi đó, 45, 50, 60 thì dùng cái bản nó to hơn. Thực ra thì nó cũng tùy từng cái cơ địa của mỗi người, tức là người mập thì hay dùng cái bản nó to, cái người gầy, người ốm thì dùng cái bản nó nhỏ. Cũng như là lứa tuổi, trẻ thì dùng cái bản nó nhỏ và người ta thắt ngắn. Người cao tuổi thì người ta dùng cái bản nó lớn và người ta thắt cái cà vạt nó dài hơn. Dài tức là nó chạm gần tới dây lưng, gần tới thắt lưng ra. Đó, như vậy là ok phải không ạ? Đấy, mất 5 phút của video. Nhưng mà thôi, hy vọng một số bác nào chưa biết thắt thì chúng ta có thể thắt được cà vạt. Rồi,
đã xong, tạm tạm ổn như như vậy. Vì cái cổ áo hoàn toàn nó không được cân, nó cân thì nó sẽ rất là đẹp nha. Cái cổ áo này nó sử dụng lâu rồi, cái áo này mặc mấy năm rồi bác ạ. Mặc thế này thì những người nhà sản xuất quần áo thì ế hết. Rồi, một lần nữa xin chào mừng tất cả các bác, các chú, anh chị đã trở lại với kênh Diễn giả Khánh Toàn Special. Và nội dung video ngày hôm nay là gì? Phía sau các bác đã nhìn thấy cái tấm bảng của Khánh Toàn. Nó khá nhỏ, tuy nhiên chúng ta cố gắng vậy. Đây chỉ là một buổi chia sẻ, nó mang tính chất tâm sự trò chuyện với nhau. Không phải là một buổi lên lớp, vì lên lớp tức là thằng thầy phải có lương và các bạn học viên phải học nghiêm túc. Còn đây là trò chuyện chém gió. Kiến thức của Khánh Toàn khá nhiều, nhưng mà khi mà càng nhiều kiến thức thì Khánh Toàn mới thấy là mình càng dốt. Và hy vọng thấy khi mình còn dốt thì tức là mình nói nó có câu đúng và câu chưa đúng. Hy vọng tất cả cái cuộc trò chuyện chia sẻ này cũng chỉ là mong các bác tham khảo, xong mình sẽ vận dụng cho nó phù hợp với chính mỗi các bác nha. Chính mỗi gia đình, chính mỗi địa phương, chính mỗi bối cảnh. Dạng ngõ và ăn hỏi. Vậy là chúng ta liên quan đến tiệc cưới. Trước đây thì Khánh Toàn đã có một video nói về dạng ngõ, ăn hỏi, tiệc cưới, tức là tuần tự để tiến tới một buổi lễ thành hôn chính thức. Đó, tuy nhiên thì nói hơi chung chung, và ngày hôm nay Khánh Toàn tách ra chỉ làm hai bước thôi, hai trong bốn bước của một tiệc cưới, đó là dạng ngõ, ăn hỏi. Chúng ta có cơ bản là bốn bước để tiến hành tới một lễ cưới chính thức. Tuy nhiên thời đại càng ngày càng văn minh, càng ngày càng văn minh, nên là cứ Hà Nội lấy Sài Gòn, Huế lấy Đà Nẵng, ở Huế lấy ở Hà Nội, lấy Sài Gòn xa xôi quá, nước ngoài lấy nước Việt, phải không ạ? Nên là người ta cũng giản tiện đi, tự nhiên bốn cái bước đó người ta rút lại còn ba bước. Bốn bước đó gồm có dạng ngõ, ăn hỏi, dẫn cưới và cưới chính thức. Bây giờ người ta rút lại còn dạng ngõ, ăn hỏi cộng với cả dẫn cưới luôn, kết hợp thành lễ đính hôn và ngày cưới chính thức. Nên là chứ còn các bác phải hiểu đó là ăn hỏi và dẫn cưới là hoàn toàn khác nhau. Lễ ăn hỏi và dẫn cưới bây giờ đi gộp lại đấy, nên là mình thấy người ta cứ tiện lợi. Chứ còn dẫn cưới là mang rất nhiều sính lễ, dẫn cưới người ta gọi là lễ nạp tài, còn ăn hỏi được gọi là lễ vấn danh. Còn đâu chạm ngõ, dạng ngõ ở trong miền Nam, văn hóa Nam Bộ người ta gọi là lễ nói, tức là lễ chạm mặt nhau, chạm ngõ, thăm nhà thăm cửa để nói chuyện, thưa chuyện với nhau. Thưa chuyện với nhau thì ngày hôm nay mình tìm hiểu chính là chạm ngõ hoặc dạng ngõ hoặc lễ nói. Nó là một cả đấy, nó chỉ khác nhau về vùng miền, cái phương ngữ thôi. Sau đó mình tìm hiểu về ăn hỏi nha, cộng với cả dẫn cưới tạo thành đính hôn. Báo cáo với tất cả các bác các chú, báo cáo với các anh chị thì trước hết là mình tìm hiểu về bước 1, dạng ngõ. Dạng ngõ thì Khánh Toàn xin tạm thời viết thành 5 cái ý, 5 cái ý, 5 cái nội dung, 5 cái thành tố của bước dạng ngõ. 1, 2, 3, 4 và 5. 1 là ý nghĩa, 2 là thành phần tham dự, 3 là lễ vật mang đi chạm ngõ là gì, 4 là thời gian, nên chọn thời gian nào phù hợp nhất, và tổ chức đón tiếp hai gia đình, nhà gái tiếp nhà trai đến nhà gái ra sao. Và 5, đó là nội dung của cái bài phát biểu, nghe nó lớn, thực ra thì là cái bài trò chuyện, bài đặt vấn đề, đặt cái mối quan hệ như thế nào các bác nhé. Sau đó là Khánh Toàn sẽ nhấn mạnh vào cái mục thứ 5 này, đó là nội dung bài phát biểu, thì sẽ chia sẻ ở bên phải của cái bảng này các bác nhé. Bây giờ thì mình lần lượt tìm hiểu. Trước hết đó là mình tìm hiểu dạng ngõ. Đôi trẻ yêu nhau 6 tháng, 1 năm, 3 năm, tức là một thời gian đủ dài rồi. Thực ra thì nhà trai, ông bố và bà mẹ chú rể đã biết rồi. Nhà gái, bố mẹ cô dâu cũng đã biết. Đó, anh Khánh Toàn tìm hiểu chị Quỳnh Trang, con của tôi. Nhà trai cũng, con mình là Khánh Toàn tìm hiểu cháu Quỳnh Trang. Nhưng mà đấy là chuyện cá nhân của đôi trẻ, chứ chưa công khai. Chưa công khai nha, chưa có câu chuyện của người lớn. Nên chú rể về báo cáo với bố mẹ. Bố mẹ ơi, con mấy cả Quỳnh Trang tìm hiểu hơn 1 năm rồi. Năm nay là chúng con là
định định là sẽ vào tháng 8, tháng 9, tháng 10, mùa xuân vân vân cái gì đó là chúng ta sẽ tổ chức tiệc cưới. Nhưng mà để cho con được thoải mái, được công khai, được tự do sang nhà nhà bạn Quỳnh Trang tìm hiểu, hai con được công khai hơn thì bố mẹ qua bên đấy thưa chuyện, nói chuyện với người ta để họ được an tâm, cũng như để chúng con càng an tâm hơn, càng nghiêm túc hơn để tiến tới những cái bước tiếp theo để tiến tới thành vợ thành chồng. Thế là gì ạ? Cái ý nói như vậy tức là ý nghĩa của việc chạm ngõ, dạm ngõ này, hai gia đình lần đầu tiên được gặp mặt. Dạm ngõ, chạm ngõ mang ý nghĩa thứ nhất là để cho các ông bà thông gia tương lai được gặp mặt, phụ huynh được gặp mặt, các cụ, các ông, các bà hai bên trong gia đình được tiếp xúc gặp mặt với nhau. Cái thứ hai, con ông đã tỏ đường đi lối về thì ngày hôm nay là bố mẹ con ông cũng phải đến để gì? Thăm nhà, thăm cửa, thăm ngõ, tức là biết địa chỉ quê quán địa phương người ta ở đâu. Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống, cái câu chả biết là đúng thế nào, mỗi thời cuộc, mỗi bối cảnh nó một khác nhau, nhưng ý là như vậy đó. Vì mình sang được nhà gái, mình mới biết bố mẹ to cao quá, gia đình bề thế quá, rồi công ăn việc làm ổn định quá, rồi làng xóm phát triển, hay là quê hương này phù chú chủ phú hay là gì vân 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 đó, cái ý nó mang như vậy nữa. Một là để gặp mặt lần đầu tiên, hai là để xem nhà xem cửa, biết địa chỉ của nhau, ba chính là cái ý nghĩa của việc chạm ngõ, chính là để cho bố mẹ của chú rể thưa chuyện, ý kiến, đặt vấn đề, đặt mối quan hệ công khai giữa hai gia đình, giữa người lớn với nhau. Mục đích là để mong muốn cho đôi trẻ thành vợ thành chồng. Nhưng ngày hôm nay mới là có câu thưa chuyện của người lớn với nhau. Kể từ lúc này, ngày nào chú rể sang nhà gái cũng được. Và ngược lại thì cô dâu lâu lâu sang nhà trai, hay là ngày nào sang cũng không vấn đề gì, công khai được với nhau, phải không ạ? Và đến mục số 2, đó là thành phần. Thành phần thì hai gia đình trước hết là mình tìm hiểu nhà trai. Bởi vì cái việc chạm ngõ, dạm ngõ mới là lần đầu tiên hai gia đình đặt mối quan hệ về cái chuyện người lớn để cho đôi trẻ được chính thức công khai tìm hiểu đi lại, không phải mập mờ, không phải mờ ám nữa, không phải bà con dị nghị vân 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 nào nữa, phải không ạ? Nên là như vậy là mới là cái buổi đầu tiên. Cái buổi đầu tiên hoàn toàn cái buổi chạm ngõ này mà rất nhiều đôi lứa vẫn chưa thành vợ chồng. Chính vì vậy nên là trước đây đấy, nhiều gia đình nhà trai người ta đầy tế nhị, họ sang nhà gái gần như là đi bí mật ấy. Chuyện gì ạ? Chuyện rất đáng mừng, rất đáng hoan nghênh, nhưng lại đi bí mật. Bởi vì là nếu lỡ đôi trẻ không thành vợ thành chồng, nó do chúng nó đấy chứ, không thành vợ thành chồng, không tiến tới buổi lễ cưới chính thức, thì tự nhiên nó ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà gái, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô dâu, đúng không ạ? Cái trường hợp này bây giờ thì nó rất là ít, nhưng mà ít không có nghĩa là không có. Chính vì vậy, qua cái sự tế nhị như vậy nên cái thành phần mà nhà trai sang nhà gái là người ta đi rất ít người, cơ bản là 5 đến 7 người. Đó là ông bà của chú rể nếu có, đúng không ạ? Nếu có và nếu khỏe mạnh, còn chắc chắn là phải có bố, mẹ, hoặc bố, hoặc mẹ, hoặc bố mẹ tùy theo đã có ông bà nào mất hay chưa, đúng không? Tức là có bố mẹ, có phụ huynh của chú rể, anh chị trong nhà, đông anh chị quá, một hai người đi thôi. Một thằng bạn thân, cái thằng mà hôm tới nếu mà ngày cưới nó làm phù rể đấy, thực ra thằng bạn thân cũng chính là bạn của cô dâu rồi, thì hai đứa chắc chắn là yêu nhau cả một thời gian dài rồi, đúng không ạ? Như vậy mình tính là nhà trai sẽ đi khoảng từ 5 đến 7 người, ăn mặc cứ thanh lịch mà ăn mặc thôi, nó về trang phục như vậy, không quá riêng rúa, không phải quá mang khoe vàng khoe bạc làm gì, bởi vì mình cũng thể hiện cái sự tôn trọng lẫn nhau. Biết đâu hai gia đình thì nhà này quá giàu, nhà thì lại gì ạ, quá nghèo, thế thì mình cứ mang rúng xiếng tiền bạc sang nó cũng chưa chắc, cứ sang đấy bằng cái tấm chân tình, nhưng ăn mặc là thanh lịch đó nhá, cứ đẹp nhất thôi là mình mang, nhưng không có nghĩa là có bao nhiêu vàng ở trong két sắt trong tủ là cứ lôi hết ra, đúng không ạ?
Thành phần nhà trai đi từ 5 đến 7 người, toàn gì ạ? Toàn ông bà nội, bố mẹ, anh chị, một thằng bạn thân. Nhà gái, bởi vì nhà gái là chủ nhà nên nhà gái có thể đông hơn. Nhà gái mà lại là cái nhà mà có 7 8 người con nữa thì đông lắm. Thế là dâu rể về hết, con cái về hết, các cháu về hết, tiện thể hôm nay thông báo là có bên nhà trai, bên nhà thằng Toàn nó sang, nó ý kiến tìm hiểu cái Trang ấy. Thế là ới hết, Trang cũng có thể mời 1 2 cô bạn thân đến. Thế thì thành ra là nhà gái phải rơi vào có khi 3 mâm cũng nên, phải không ạ? 2 mâm cho đến 3 mâm, nhà trai 1 mâm nữa. Vậy là chúng ta đang có tới 3 đến 4 mâm đấy, chứ không phải không đâu nha. Thành phần là như vậy. Thứ ba là mình nhảy sang phần đó là lễ vật. Đi dạo ngõ thì mang cái gì ta? Nha. Các bác này này, ở miền Nam tất cả các lễ vật trong tiệc cưới ở miền Nam đó, cái văn hóa Nam Bộ nói chung nha, chính ngay cả mỗi vùng miền miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ, ngay cả các tỉnh 9 8 9 tỉnh miền Tây là mỗi tỉnh đã khác rồi đấy. Ngay trong tỉnh các huyện đã khác rồi mà. Nên là Khánh Toàn chỉ nói cơ bản, nói chung chung thôi. Cái văn hóa tiệc cưới của người Nam Bộ, người ta lại đi số chẵn, nhưng mà ngoài Bắc thì đi số lẻ nha. Cái này nó thuộc về phong tục tập quán, thuộc về cái tính quy ước của ông cha bà chú nhiều đời nay để lại rồi. Bên cạnh đó thì người ta thành quy ước, thành ra họ có cái lý do riêng của họ, cứ số chẵn. Thế là số 6, số 8, số 10. Số 10 đẹp không ạ? 10 phân vợ vạn vẹn 10. Số 8 gì ạ? Ồ, số phát. Số 6, số lộc. Nhưng mà văn hóa của Bắc Bộ mình nói chung, ngoài Bắc á, thì lại là đi số lẻ. Đi số lẻ các bác nhé. Đi số lẻ. Mục đích là đi số lẻ thì để cho nhà gái lại 9 bỏ làm 10. Mình cứ đi lẻ, nhà gái người ta bỏ vào 1, hoặc là họ bớt lại để họ gì ạ? Trả lễ, tức là lại quả, lấy ví dụ như vậy, thì nó lại thành chẵn. Thế cuối cùng là mục đích là chẵn đẹp hay là lẻ đẹp? Đó, phải không ạ? Thế là mình như vậy, nó thuộc vào cái tính quy ước thôi, chứ không có khoa học nào nghiên cứu để chứng minh là bắt buộc phải ngày lẻ, phải số lẻ, hay bắt buộc phải số chẵn thì nó mới hạnh phúc. Hạnh phúc hay không nó ở hai đứa, phải không ạ? Nên là lễ vật này này, nhưng mà các bác này, lễ vật của trạm ngõ, dạ ngõ và ăn hỏi, dẫn cưới là hoàn toàn khác nhau các bác nhá. Đây là Khánh Toàn tách ra giữa ăn hỏi và dẫn cưới. Thế là người ta thường là 1 3, còn đâu dẫn cưới là 7 5 7 9 11, toàn số lẻ cả, đang nói về ngoài Bắc ạ. Thế là ngày hôm nay này, ngày dạ ngõ là các bác sẽ mang có 1 thôi. 1 gọi là gì ta? Gọi là mâm sính lễ. Hoa lễ thì không đúng rồi, nhưng mâm sính lễ thì cũng càng không đúng. Thế thì người ta mới không cần phải cháp, không cần phải mâm cao cỗ đầy gì cả. Các bác cứ mua đựng vào một cái giỏ, đựng vào một cái túi thật là đẹp, thật là trang trọng. Hoặc là hoàn toàn mình sẽ sử dụng một cái mâm nhỏ, đúng là cái mâm sính lễ ngày xưa đấy, toàn đựng vào mâm đấy. Mâm nhỏ nha, có cái khăn đẹp phủ lên. Mâm nhựa cũng được, không làm sao hết, mâm nhựa đẹp phủ lên. Nhưng mà chúng ta chỉ nhớ, chúng ta lưu ý là chỉ có 1 thôi. Thôi mình cứ gọi là cái mâm sính lễ đi, vì nó gọi là lễ vật mà. Có 1 thôi. Trong 1 đấy thì các bác sẽ mua gì? Chắc chắn là chúng ta sẽ mua câu trầu. Bởi vì miếng trầu là đầu câu chuyện, sự kiện nào cũng không thể thiếu được miếng trầu. Nó đã trở thành văn hóa rồi. Các bác lưu ý là đọc ở rất nhiều tài liệu và nghe cũng rất nhiều video tham khảo, cũng như là các cụ rồi ông cha bà chú chúng ta để lại, người ta cứ nêu cái lý do đó là trầu cau. Trầu cau ví dụ như là cây cau, là cái thân cau nó thẳng đứng, nó ví cho cái giới tính của người nam. Còn cái lá trầu nó dẹt dẹt ấy, phải không? Mà nó hay nằm xà xà mặt đất, người ta lấy cái ví dụ cho giới tính của người nữ. Cái đấy thì nếu mà cái hình ảnh tượng hình thì có vẻ giống, nhưng mà người ta không vận dụng vào trong tiệc cưới cái việc mà trầu cau để trở nên tình yêu. Đừng có nói cổ tích, chuyện cổ tích trầu cau, những cái các bác biết rồi, cái câu chuyện mà chuyện cổ tích trầu cau thì nó nói về cái sự nhầm lẫn giữa hai anh em giống nhau như hai giọt nước, rồi là chị dâu nhầm người em thành chồng mình, rồi là nghi ngờ, thế là phải bỏ đi, rồi phải chết, phải biến thành cây cau, biến thành lá trầu, trầu không biến thành cục đá vôi. Tức là người ta cũng có cái tính đoàn kết, tính yêu thương giữa anh em gia đình, nhưng nó lại là một cái kết gì ạ? Không có hậu. Nên là không ai người ta mang cái ý nghĩa của cái việc cau trầu để vào tình yêu nha, bác nhá. Còn các bác có thể phân tích về cau trầu, về tình yêu, thì lại phải phân tích về cái tính cách của nó, là tính chất của cau, trầu và vôi. Như này, vôi, đá vôi mà ai ta ăn, mà gì, nó bạc bẽo, nó trắng như vậy,
gì ạ, nó còn có thể là độc hại, nó đắng nhắc như vậy. Cái lá trầu thì vừa chát vừa đắng, phải không ạ? Rồi là cau thì chát, rồi là vỏ thì dày, rồi vân 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 vân, rồi là màu thì xám, hạt thì nâu. Tức là vậy mà khi hòa quyện lại với nhau thì nó lại tạo ra một cái màu đỏ cho sự son sắt. Đỏ là may mắn, đỏ là quyến rũ, và đỏ là đúng là văn hóa màu sắc của tiệc cưới. Từ ngàn xưa, văn hóa Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng với nhau. Cứ tiệc cưới là phải rực rỡ màu đỏ. Bây giờ thì người ta cứ black and white cái thứ rồi không ạ? Tức là đen và trắng rồi. Nhưng mà đã là tiệc cưới thì chắc chắn nó phải có màu đỏ ở trong đó. Màu đỏ đã trong đó thể hiện cho sự may mắn, thể hiện cho sự quyến rũ và đúng cái đặc tính màu sắc ở trong văn hóa tiệc cưới. Nên là cái màu đỏ của giữa, cái đắng, cái cay, cái chát, cái nâu, cái trắng, cái xanh, cái vàng, vân vân, quyện lại với nhau nhiều màu sắc đó mà cuối cùng tạo ra cái màu đỏ, thì đó chính là điểm của hạnh phúc. Vì hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc của con người bao giờ cũng được tạo bởi hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Đấy, cứ giận hờn, vui buồn, khóc lóc, ai oán, ham muốn, thỏa mãn đủ thứ dục vọng, nó tạo ra bảy cái tính cách đó, nó tạo ra hạnh phúc. Vậy thì cái sự may mắn, cái sự thành công, cái sự viên mãn, cái sự sắc son của đôi vợ chồng nó cũng tạo nên bởi nhiều thứ màu xanh, màu đỏ, cái vị đắng, vị chát, vị cay. Ý nghĩa nó nằm ở đó, chứ không phải là mang cau trầu là biểu tượng cho tình yêu, mà cái chất của cau trầu, nếu mình muốn phân tích về màu sắc thì là như vậy nha. Chứ đừng có lại mang cái cây cau rồi cái lá trầu cuốn 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 quanh, rồi cái hàng rào bên dưới, rồi cục đá vôi. Không, đó là một câu chuyện cổ tích, sự thích trầu cau, nhưng mà cái kết thì hoàn toàn là không có hậu, phải không ạ? Đấy, các bác lưu ý như vậy. Thế thì nhắc là nói nó hơi dài. Nhắc lại lễ vật thì chắc chắn không được thiếu cau trầu, nhưng văn hóa miền Bắc, các bác, miền Nam là chẵn không. Còn ngoài Bắc là chúng ta đi một, tổng cộng là có một thôi, một cái giỏ hoặc là một cái mâm thì đương nhiên là lẻ rồi. Nhưng mà các bác ở ngoài Bắc lưu ý cho cháu Toàn, đó là trong cái mâm đó thì cái số liệu của tất cả những cái sản vật nó lại phải là số chẵn. Lấy ví dụ như là trong đó thì mình có cau trầu, có chè, có rượu, có bánh, có bánh trái, có hoa quả nữa chẳng hạn, đúng không ạ? Có ít quả nữa chẳng hạn, thì mình để vào một mâm, nhưng mà bất cứ là cho dù quả thì cũng phải là 2, 4 hoặc 6. Cau cũng thế, các bác cau thế là các bác làm một, nếu mà một nhánh cau thì nhánh cau đó lại có 12 quả 12 trái, 16 trái cau, 20 trái cau. Thế thì theo Khánh Toàn là các bác sẽ chia cái nhánh cau ra thành hai nhánh, tức là một cái nhánh to, hoặc mình mua hai cái nhánh cau nhỏ, mỗi nhánh cau nhỏ nó có khoảng 6, 8 hoặc 10 hoặc 12 quả. Đó các bác, tức là nó đều là số chẵn, là hai là một cặp. Văn hóa tiệc cưới ngoài Bắc đi các mâm sinh lễ là người ta cứ đi từng cặp từng cặp từng cặp, tức là toàn chẵn thôi, nhưng mà cái số mâm sinh lễ thì lại là lẻ. Thế mình chỉ có một mâm thôi, trong mâm đó thì có 6 quả cam, quả quýt, quả thanh long gì đấy, 6 quả nha, rồi là 2 hộp bánh, phải không ạ? Đó, 2 gói chè xinh xinh, 2 chai rượu xinh xinh, 2 chai rượu người ta đóng đôi đấy, đóng đôi, đóng một cặp, đấy, một cặp 2 chai, rồi 2 cái nhánh đó, rồi là 6 lá trầu, 10 lá trầu, 12 lá trầu tùy theo. Về cơ bản tức là chúng ta đi một mâm sinh lễ, đựng vào giỏ cũng được các bác ạ. Đó, nhưng mà nếu mà cái gì ạ, gia đình hoành tráng quá, người ta đón tiếp mình, đánh giá gia đình nhiều nhà lắm, nhiều nhà giàu có lắm các bạn, thế thì mình hiểu một chút, thế là người ta tiếp đón chu đáo, mình đi có mâm cho nó hoành tráng, đi chạm ngõ thôi. Nhưng ngày hôm nay chính là tiền đề để cho chúng mày chuẩn bị thành vợ thành chồng đấy, chứ không có chuyện, thế là xác định đúng nghiêm túc rồi người ta đi hoành tráng luôn nha. Thế thì các bác hoàn toàn có thể đi bằng mâm sính lễ. Còn nếu không, mình ở dân dã, mình bình dân không, mình đựng vào một cái giỏ rất đẹp và cái túi rất đẹp. Đến đó rồi là cô dâu sẽ biết ý, và cô dâu tương lai, cái bạn Quỳnh Trang tương lai đấy, thế là biết ý là mang cái mâm đẹp ra, thế là để cô dâu chú rể, rồi là các bên nhà cha người ta bày lên, thế là coi như là cái quà ra mắt, cái quà gặp mặt một chút. Đặc biệt là phải có cau trầu, bắt buộc 100% phải có. Cái thứ hai, cau trầu, miếng trầu là đầu câu chuyện, nhưng mà rượu và chè là để cho nhà gái người ta thắp hương,
người ta kính cáo, người ta báo cáo mới ra tiên. Cái lý do ngày hôm nay mà cái ông A, ông B đến đây để thưa chuyện, đặt vấn đề để cho chỗ cháu Quỳnh Trang được tìm hiểu, cháu Khánh Toàn, hai cháu được tìm hiểu công khai, cũng như là người ta thăm nhà thăm cửa, có kính cáo mới cả ra tiên nha. Đó, kính cáo mới ra tiên và cũng có thắp hương đàng hoàng, bố, mẹ, bố của cô dâu có thắp hương nha. Đó, sau khi nhận lấy vật này này, có thắp hương. Cái gì cũng đôi, cái gì cũng đôi, nhưng đựng vào một nha. Hoành tráng nữa, tớ đi ba được không? Dạ, quá tốt, quá tuyệt vời ạ. Đi ba, nhưng nhớ thì ở trong đó bất cứ là cái sản phẩm, sản vật gì thì nó cũng phải là sánh đôi, cặp 4, cặp 6, cặp 8, cặp 10, tức là chẵn. Trong miền Nam là người ta cứ chẵn hết, kể cả cái số liệu này người ta đi thành 2. Không đi 1, đi 2, đi 4, đi 6, đi 8, đi 10. Đấy các bác ạ nha. Và trong miền Nam thì văn hóa Nam Bộ thì tịch cưới, bởi vì nó do cái câu nói, do cái phương ngữ của người miền Nam. Họ gọi một cái số, ví dụ như cái quả đu đủ là họ rất thích. Hai nữa là cái trái thanh long. Trái thanh long là họ rất thích cái màu sắc non đỏ. Nó rất là nhiều hạt, nó rất là ngọt ngào, họ rất thích đi. Và họ không thích đi cái quả lê, quả táo. Chứ táo là không đẹp, không hay, miền Nam không thích đi nha. Rồi quả lê người ta gọi là cái quả táo, quả bom, quả lê, quả bom, đúng không? Thế là quả táo, quả bom, người ta không thích gọi những cầu như vậy. Thế là họ thích đi thanh long. Đó, thích đi những quả thanh long. Hoặc là, rồi là cam kít là họ không thích đâu. Miền Nam họ không thích cam đâu, ngoài Bắc thì lại thích. Đó, cam nó có chua, có ngọt, cái vỏ nó màu sắc, nó vẫn quyến rũ, vân vân, nó tạo hạnh phúc. Nhưng mà văn hóa miền Nam người ta quan niệm không có quýt làm cam chịu ở đây, không có lê la ở đây, không có trái bom, trái táo ở đây. Tức là họ rất thích những cái trái như là trái thanh long. Hoặc là nếu không thì trái táo là phải trái táo đỏ của Mỹ nha. Đó, thế nào đó. Cái này thì nó phụ thuộc vào vùng miền thôi, nó chỉ là quy ước, chỉ là cái thói quen vùng miền truyền từ ông cha bà chú, rồi nó do cái giọng nói, từ cái giọng nói họ không gọi được cái ví như là trái táo, trái lê, không, trái lê đó, trái bom nghe ghê quá, trái bom, không, trái quýt không, thế là nghe nó khó, không ạ. Còn ngoài Bắc mình thì hầu như là cứ có cam đó, có lê, có táo, có đào, toàn những cái thứ như vậy đẹp, hay mình cứ mua. Như về cơ bản là chạm ngõ tất cả những cái vật, sản vật đó thì các bác đưa vào một mâm sinh lễ. Nếu gia đình hoành tráng các bác đi ba mâm cho nó hoành tráng, mình chia ra. Nhưng về cơ bản thì cái số lượng ở trong mâm, cái số lượng của sản vật táo, lê, bánh trái gì đều là số chẵn theo đúng văn hóa ngoài Bắc các bác nhé. Tiếp theo về thời gian thì cái buổi dạn ngõ này nếu mà nói không quan trọng thì không đúng, nhưng mà nếu nói quan trọng thì cũng không đúng đấy. Bởi vì nó là cái buổi tiền đề, tức là tiền đề nó rất quan trọng, phải được sang thăm nhà nhau. Có nhiều nhà, bà nội, ông cha, bà chú, rồi phong kiến cổ hủ bảo thủ lắm, xem tông, xem giống kỹ lưỡng lắm, xem môn đăng hộ đối vân vân các kiểu này kia kỹ lắm nha. Nên là nó trở thành quan trọng đó, nhưng mà nó cũng chưa phải là quan trọng. Bởi vì như Khánh Toàn đã nói là hoàn toàn sau cái buổi này có một số phần trăm lớn các đôi vẫn chưa thành vợ thành chồng. Chính vì vậy nên thời gian chọn hay không là cũng tùy theo gia cảnh hai gia đình ra sao. Rồi là cái chuyện của cô dâu chú rể là có sớm tiến hành lễ cưới hay không. Sớm tiến hành lễ cưới không thì mình sẽ biết chọn thời gian. Nếu mà xác định sớm tiến hành lễ cưới vì bác sĩ bảo cưới, có bầu rồi chẳng hạn, có thai, tuyệt vời quá chứ. Như vậy là cái này thì chắc chắn 100% rồi, đúng không? Tức là cái việc dạn ngõ là cái việc nó trở nên cực kỳ quan trọng. Thì là mình sẽ đi xem ngày. Đó, mua sổ xem tử vi rồi là vân vân, xem ngày, xem chọn cái ngày nào để ngày xuất hành nó đẹp, ngày nó mang ý nghĩa, tránh cái ngày tam nương, đúng không ạ? Vân vân. Thế là mình sẽ chọn ngày. Còn nếu không, một số nhà vị không có quan niệm nhiều về cái vấn đề là tín ngưỡng như vậy, duy tâm, rồi là tử vi như vậy, thì là mình cứ chọn cuối tuần chủ nhật. Bởi vì ngay cả việc mà chú rể cô dâu vẫn phải bận cơ quan, bố mẹ chú rể, bố mẹ cô dâu, rồi là anh chị em hai gia đình đôi khi vẫn bận cơ quan, không sao cả. Đấy, như Khánh Toàn vẫn nói, chuyện hạnh phúc, chuyện chung thủy, chuyện tiến tới hôn nhân hay không là cái việc của hai đứa trẻ, là của thằng Khánh Toàn và cái con bé Quỳnh Trang tào lao nào đó, đúng không? Thế thì việc người lớn nói chuyện để cho nó có đầu có đuôi, có
có đầu có đuôi, có trước có sau, có người lớn thưa chuyện. Đấy, người ta đảm bảo được cái lòng tin của nhà trai đối với nhà gái. Thời gian, một là xem ngày, nếu như xác định một cách nghiêm túc và tiến tới buổi lễ chính thức, phải không? Hai, đó là cứ cuối tuần mà mình chơi, đúng không? Còn bây giờ thì bật mí với các bác các chú, chứ các ông thầy bà là cũng cứ hay nói cái ngày cuối tuần nó đẹp lắm, cho nó an toàn, phải không ạ? Tiếp theo là đón tiếp. Tổ chức đón tiếp thì cái này chủ yếu là nhà gái. Nhà gái thì chắc chắn là cô dâu đã nắm được nội dung đó, thành phần của nhà trai là sang gồm có những ai rồi, 5-6 người rồi, để mình biết đón tiếp. Cái thứ nhất là dựa vào thành phần của nhà trai để biết đón tiếp như thế nào, bày binh bố trận bàn ghế ra sao, nhân lực nhân sự ra sao. Cái thứ hai thì nó phụ thuộc về chính gia cảnh nhà mình, tức là số lượng của con cháu anh em đông mà kéo về chúng nó rảnh cuối tuần thì đông thôi, nhưng mà ai cũng bận rồi, nhà lại có một hai mống thôi thì rõ ràng thì mình muốn đông cũng chả được. Vì ngày hôm nay thì chắc chắn không thể mời là ông cha bà chú vân vân, nội ngoại chi trên chi dưới được. Như Khánh Toàn đã nói, cái việc ngày hôm nay nó còn có tương đối tế nhị, chỉ là các ông thông gia tương lai, tương lai đang có cơ hội để gặp mặt lần đầu, phải không ạ? Nên là nó sẽ phụ thuộc vào, một là số lượng của nhà trai, hai là chính bối cảnh gia cảnh của nhà gái, là về việc con cái thành phần có đông hay không. Ba nữa tức là nó thuộc về cái không gian của ngôi nhà. Nhà rộng thênh thang, giàu có hoành tráng đại gia thì chắc chắn chỗ ngồi mênh mông, đi cả ngày không hết. Nhưng mà nhà nhỏ hẹp quá thì xem số lượng đông thế kia, mình có cần phải đi mượn, đi thuê 4, 5, 6 cái bàn không? Lấy mượn 5, 6 cái bàn trong đám cưới đấy, xếp thành một bàn, có khăn phủ bàn, có vài lãng hoa nhỏ nhỏ xinh xinh để trên đấy, đón tiếp cho nó hoành tráng. Và sau đó lấy cái chỗ, cái những cái bàn kia đó để làm chỗ đón tiếp người ta ngồi dự tiệc trà tiệc ngọt, và đón tiếp người ta dự tiệc cơm luôn, ăn tại bàn luôn, nói chuyện thưa chuyện tại bàn luôn. Đấy, cũng là đẹp, cũng là rất là lịch sự. Có 100.000 đồng thôi, đi thuê thôi, có 5 cái ghế, 5 cái bàn thôi mà. Đó, thì là cái việc đón tiếp này nó phụ thuộc vào những cái yếu tố như vậy các bác nhé. Tiếp theo là phần số 5, đó là nội dung của bài phát biểu. Nội dung của bài phát biểu. Nội dung của bài phát biểu. Bài phát biểu thì nghe cái chữ phát biểu nó lớn quá, viết như vậy để cho nó dễ hiểu thôi, cho mọi người các bác các chú dễ hiểu thôi. Chứ về cơ bản nó giống như là một cái cuộc hội thoại, một cái cuộc trò chuyện, nó đúng cái ý nghĩa của cái việc dạm ngõ và chạm ngõ. Thế thì đây, mình cứ gọi phát biểu cho dễ hiểu. Về cơ bản cái này thì Khánh Toàn đã suy nghĩ và sắp xếp cái format, cái bố cục, cái công thức phát biểu nó gồm có 1, 2, 3, 4. Nhưng mà nó hơi bị đảo lộn so với cái công thức dành cho hai vị đại diện phát biểu trong tiệc cưới, cũng như là ở sự kiện dẫn cưới hoặc là ăn hỏi. Cái buổi này nó khác nha. Về cái người mà phát biểu thì đó chính là bố của chú rể. Bà mẹ phát biểu được không ạ? Thì có bố mà, phải không? Không có bố thì mẹ phát biểu, nhưng mà có bố, bố phát biểu. Nhưng mà lâu lâu ông bố ngừng, bà mẹ thêm một vài câu hỗ trợ làm cái partner, phải không? Đó, phụ diễn cho ông chồng. Thú vị quá, bởi vì nó như một cuộc trò chuyện thôi. Thế thì ông bố này nên đứng hay nên ngồi? Nên đứng phát biểu hay nên ngồi phát biểu thì báo cáo với tất cả các bác các chú, nó lại phụ thuộc về không gian của gia đình của nhà gái. Như Khánh Toàn đã nói, nếu như nhà gái mà người ta đông hoặc là người ta có bàn ấy, có bàn ngồi, thuê 5-7 cái bàn trong tiệc cưới ấy, giải khăn, thì chắc chắn là đứng phát biểu rồi. Nhưng mà vào nhà thì lại rộng thênh thang, toàn sập cụ tù tre đấy, các ông các bà toàn được ngồi trên sập cụ tù tre, trên giường trò chuyện với nhau thôi, thì chắc chắn mình lại không thể đứng, đúng không? Nên là cứ vừa uống nước, hoặc là những cái bàn mà cái bàn nó thấp, những cái bàn bàn cổ ngày xưa, những cái đi văng đấy, ngồi bàn nó thấp thì tự nhiên mình sẽ rất là khó đứng. Vì ai cũng ngồi tự nhiên một mình lại đứng cao lêu nghêu tầm 1m6, 1m7, đứng lên nó hơi kỳ, đúng không ạ? Thế nên là chuyện đứng hay ngồi thì các bác khi đến nhà gái các bác mới nắm được. Nếu mà thấy nó hợp lý để mình đứng thì mình đứng phát biểu, còn nếu không thì mình ngồi phát biểu. Còn cơ bản thì chắc chắn đây là một cuộc trò chuyện, nên cũng mình không mang những cái giọng điệu khẩu khí nó quá hoành tráng, nên như là đại hội gì cả nhá, hay trong tiệc cưới gì cả, mà mình cứ trò chuyện bình thường đùng đỉnh. Bởi vì là bố của chú rể sẽ là người phát biểu, và bố của cô dâu sẽ là người ta đáp từ, phải không ạ? Đó, thế thì đây,
Một là giới thiệu thành phần. Đấy, nó hơi khác một tí với cả phát biểu trong tiệc cưới các bác nhé. Tí Khánh Toàn sẽ nhắc qua này. Một là giới thiệu thành phần. Giới thiệu bà nội đang ngồi đây ạ. Đó. Rồi đây là bác của cháu Khánh Toàn. Là đây là anh chị hay đây là đứa út. Cái thành phần nhà có đi có 5 đến 7 người thôi. Giới thiệu dễ lắm. Ông A bà B. Sau giới thiệu xong, thay mặt cho gia đình cảm ơn các cụ, cảm ơn các ông bà, đặc biệt là cảm ơn ông Trọng bà Hằng, tức là tên bố và mẹ của cô dâu đã tiếp đón chúng tôi đến đây, về đến đây quê hương các ngài. Tôi thấy phát triển quá, trù phú quá, hay là gì ạ, trong lành quá, hay là giàu có quá, hay là nó thanh bình quá. Đó, tức là nó vẫn cảm ơn người ta. Rồi đến đây là thấy cái thấy gia đình, thấy gia cảnh, thấy gia đình, thấy những gương mặt, thấy cụ 90 tuổi, tức là bà của cô dâu, cụ 90 tuổi hồng hào tươi trẻ tươi cười thế này là phấn khởi. Cảm ơn các ông các bà đã tiếp đón chúng tôi chu đáo. Vào phần thứ ba, đó là đặt vấn đề. Đây là phần chính đây. Như Khánh Toàn đã nói, cái ý nghĩa của cái việc chạm ngõ tức là để người ta gặp mặt nhau, rồi là để cho chỗ người lớn thưa chuyện với nhau, đặt vấn đề với nhau, đặt mối quan hệ với nhau, mối quan hệ của hai gia đình với nhau, chính thức cho đôi trẻ được tìm hiểu nhau một cách công khai và đầy nghiêm túc hơn. Đó nha. Thế thì người ta mới nêu cái lý do ra, lý do tại sao ngày hôm nay có mặt tại đây, báo cáo với cả các cụ, các ông các bà, báo cáo với ông Trọng bà Hằng là qua cái ý kiến của chỗ cháu Toàn về, có ý kiến là đã thương yêu tìm hiểu cháu Quỳnh Trang cả năm trời, 2 năm gì đấy, chúng học cùng nhau. Thế thì về ý kiến là chúng con đang có dự định để có thể tiến tới thành vợ thành chồng. Thế thì hôm nay là vợ chồng chúng tôi đồng ý để sang đây đấy, để là cũng là để thể hiện cái sự tôn trọng đối với ông bà các cụ ở bên này, là chúng ta có cái chỗ gặp mặt của người lớn, có cái sự gặp mặt của người lớn, chứ để hai cháu cứ tìm hiểu mà mình không nói chuyện thì nó chưa đúng, nên là nó chưa phải phép. Thế thì hôm nay vợ chồng tôi sang đây cùng với cả bà nhà tôi sang đây, thấy không? Đấy, vân vân sang đây để thưa chuyện với các ông các bà ở bên này, rồi là cũng xin phép ông bà để cho cháu Khánh Toàn được chính thức đi lại sang bên này, được gì ạ, nghiêm túc tìm hiểu về mặt tình cảm đối với cháu Quỳnh Trang. Và nếu như mà tình cảm nó chín muồi rồi là sau đây là 1, 2, 3, 4 tháng tùy theo các cháu lại có ý kiến tiếp, thì chúng ta hai gia đình lại đồng ý để chúng ta tiến hành một số các bước tiếp tiếp theo thôi. Đấy, báo cáo ông như thế. Sang phần thứ tư, giới thiệu ngắn một chút về bản thân. Bản thân đây không phải là cái ông đang phát biểu, mà nói chung về gia đình. Báo cáo bà thì là gia đình tôi thì là tôi thì là trước trong quân đội, bà nhà thì giáo viên, tức là giới thiệu qua một tí gì về nghề nghiệp, nghỉ hưu rồi, nghỉ hưu rồi, nghỉ hưu 6 7 năm nay rồi. Thế thì một phần là được hưởng lương của Đảng của chính phủ, bên cạnh đấy thì các cháu nó cũng lớn cả rồi, rồi là có công ăn việc làm, học hành rất là nghiêm túc đấy. Thế là các cháu cũng hỗ trợ một phần. Nói chung là bây giờ thì đang thất nghiệp vì nhàn quá, nên là cứ ngày nhà này để trông cháu cho cái thằng lớn, được rồi, đúng không? Tức là giới thiệu một chút xíu về gia đình, về công việc. Rồi là cái chỗ mà Toàn đây thì là cháu là con thứ hai đấy, trước nó thì còn thằng anh nó nữa, thằng Tuấn, rồi đứa thì có em gái, tức là tôi tổng cộng là có 3 cháu đấy, thằng Toàn là thằng con trai thứ. Thế thì giới thiệu một chút gì ạ, về gia cảnh của chúng ta, về công việc của ông, cái ông bố mẹ công đang phát biểu, và sinh con cái là bao nhiêu, thật ngắn gọn như vậy. Đó chính là cái việc ý nghĩa của việc dạ ngõ. Thì qua qua cái phát biểu của ông nhà trai, cuộc trò chuyện đặt vấn đề của ông nhà trai, thì ông nhà gái lại ngắn hơn, đơn giản hơn, đúng không ạ? Ông nhà gái thì sẽ giới thiệu nhiều về cái này, giới thiệu nhiều về thành phần và nhiều hơn về cái phần 4. Tức là ông nhà gái là giới thiệu nhiều về 1 và 4. Lấy ví dụ như là: vâng, thì là cảm ơn ông. Cảm ơn ông bà. Đã ý kiến qua cái ý kiến vừa rồi Chỗ ông bà thưa chuyện, tôi vợ chồng tôi thì biết rồi,
cháu Toàn cũng sang đây mấy lần rồi đó, rồi cái Quỳnh Trang nó cũng thưa chuyện cũng nói, nhìn Toàn là vợ chúng tôi rất là quý, cháu nó hiền lành đấy, hiền lành chu đáo lễ phép, sang đây nhiều quý lắm. Cụ tức là mẹ tôi đây, cụ đây là rất là quý. Báo cáo là như vậy, là cảm ơn ông đã phát biểu đặt vấn đề như thế. Thì là trước khi được đáp lời ông thì là cũng giới thiệu, hôm nay thì là nhà chúng tôi có này thì là giới thiệu, kia cũng có cụ tôi phải không ạ, đấy tức là bà ngoại hay là bà nội của cháu Quỳnh Trang, đây thì là ông anh tôi tức là anh cả trong gia đình đấy, còn đây là nhà có bao nhiêu người, ông cha bà chú giới thiệu thì một hai người, đến là con rể con trai giới thiệu một tí cũng như vậy rồi. Giới thiệu và tiếp theo thì là qua cái ý kiến trở lại tiếp theo ông nhà gái đáp từ đấy, tiếp theo qua cái ý kiến mà vừa rồi ông trình bày thì là vợ chồng tôi là hoàn toàn nhất trí thôi, mình là cha là mẹ thật nhưng mà chuyện yêu đương là của hai cháu đấy. Cái thứ hai nữa thì như tôi đã nói là vợ chồng tôi là quý cháu Toàn, nó ngoan ngoãn lễ phép thế, rồi là chỗ hai đứa cũng tìm hiểu rất là nghiêm túc rồi, thế thì là hoàn toàn nhất trí thôi, còn đâu các bước tiếp theo thế nào thì rồi lại chờ chúng nó ý kiến, mình là lại hoàn toàn hoan nghênh vỗ tay vun vào. Thế thì rất là cảm ơn ông bà đã sang bên này đó, để cho chúng ta được cái cơ hội gặp mặt nhau, được cơ hội được trò chuyện với nhau. Đấy, thì cũng xin phép để ông bà sang bên này thì là vợ chồng tôi ngày hôm nay cũng có ới tất cả đấy, có cụ này có bác cả này rồi là dâu rể về đây, vừa là cũng là để đón tiếp ông bà cho chu đáo, thứ hai nữa là cũng nhờ nhân cái dịp này, đây là một cái sự kiện tôi cho rằng là cũng là rất là vui, rất là đáng để vui. Thế thì là cũng sẽ làm mâm cơm, thế thì ông bà cứ ngồi uống nước tham quan làng xóm rồi sân vườn, nhà tôi có cả ao đấy ngoài kia, sau đó thì là hơn 10 giờ thì chúng ta là tham dự bữa cơm nó thân mật với nhau, rồi là chỗ tôi với ông bà để chúng ta lại cứ tiếp tục những cái câu chuyện để tìm hiểu nhau hơn nữa đó. Thế là gì ạ, báo cáo các cô các chú là cái vị nhà gái phát biểu cơ bản là nó rất là ngắn ngắn hơn, cứ người ta phát biểu đồng ý thôi, sau cái thứ hai là họ sẽ vận dụng để họ mời bữa cơm thân mật. Sau khi kết thúc cái phần dạm ngõ này, này thì ông nhà trai ông lại sẽ có cái hứa hẹn là một dịp nào nha để tôi về, tôi sẽ bảo hai đứa là nhưng mà tôi trân trọng là mời ông bà, nhưng mà tuần sau đi hay tuần sau nữa cái ngày mà chính thức á là tôi sẽ bảo với Toàn, Toàn nó nói với cái Trang về ý kiến ông bà, hoặc là tôi sẽ alo trực tiếp điện thoại cho ông bà sang nhà tôi nha, bên tôi là có cái này có cái kia, thế là sang được tiếp đón mời người ta lại nhà trai đó, nó thú vị như vậy, lại như thế đấy, cứ cũng như là đi dạm ngõ nhà trai vậy đấy, nhưng sang để chạm ngõ đang là thăm nhà thăm cửa cho biết nhà biết cửa, thú vị như vậy, nó gần gũi và nó tạo nên cái nghĩa chỗ người lớn với nhau. Rồi báo cáo với tất cả các cô các chú, video ngày hôm nay thì Khánh Toàn lẽ ra là định bụng là sẽ chia sẻ thêm về vấn đề của cái lễ ăn hỏi và dẫn cưới, tuy nhiên là bởi vì cứ lan man thôi, nói dài lắm, cái tính Khánh Toàn nó cứ nói là dài thôi, cứ nói dài quá nên là sẽ tách ra riêng cái ăn hỏi sẽ tách ra thành một cái video thứ hai. Các bác mà nghe, các bác mà thấy Khánh Toàn cần phải soạn thành một bài phát biểu trong cái dạng ngõ này hay không thì các bác các chú sẽ để lại ở phần bình luận là Khánh Toàn ơi làm thành video riêng phát biểu, làm riêng phát biểu thôi. Khánh Toàn lại đứng xong cũng giả giả giọng ông này ông kia kính thưa hay là báo cáo ông bà giả giọng như vậy, rồi là kết hợp với đọc chậm để các bác chép. Còn thật ra thì theo cháu nghĩ thì là ngay cả cái việc mà cháu trình bày lan giải thế này, này các bác cứ nghe xong là tức là mình hiểu hiểu thôi, tức là những cái ý chính là mình giới thiệu này, cảm ơn đặt vấn đề gồm có lý do này, thưa chuyện của chỗ người lớn này và hướng đến cái tương lai của hai gia đình này, tiếp theo là giới thiệu ngắn về bản thân nó gồm có gia cảnh này, công ăn việc làm vân vân, tôi là ai rồi vân vân, có bao nhiêu người con này vân vân, nó ngắn như vậy đó thì các bác hoàn toàn, các bác các chú hoàn toàn có thể có một bài phát biểu của riêng mình. Còn nếu các bác mà cần thiết thì là cũng cứ để lại bình luận, Khánh Toàn sẵn sàng để
lại dành thời gian để chia sẻ và sẽ có cái bài gì ạ? Bài nói chuyện, bài phát biểu trong bước chạm ngõ hoặc dạm ngõ hoặc lễ nói của tiệc cưới. Đó chính là việc dạm ngõ, một cái câu rất phổ thông của văn hóa miền Bắc chúng ta. Đến đây thì cũng xin được tạm biệt tất cả các bác và các chú, cũng như các anh, các chị, cũng như các bạn học viên. Chúng ta vẫn còn gặp lại nhau ở những video với những chủ đề khác nhau nữa tại kênh Diễn giả Khánh Toàn Special. Cảm ơn tất cả các bác, các chú đã yêu thương và tin tưởng kênh. Bác chú nào mà chưa đăng ký kênh để ủng hộ cho Khánh Toàn cũng như theo dõi các video tiếp theo thì chúng ta sẽ dành 2 giây thôi, ấn đăng ký kênh và ấn cái chuông thông báo kế bên đăng ký. Còn ngay bây giờ, xin chào, thân ái và hẹn gặp lại.